Sau nhà xin chào các bác, em lên sóng phục vụ các bác chiếc máy rửa bát Panasonic NPTR3 trong cái dòng máy siêu lành bền ngon bổ rẻ. Mẫu mã thiết kế không khác gì các cái dòng 567 nhưng mà giá thì rẻ hơn. Nó chỉ khác với cái dòng khác trước là nó năm sản xuất các bác ơi. TR5 thì TR3 năm 2010 nhé. TR5 thì 11 hoặc 12 này. TR3 thì cũng có 11 hoặc là 10 này. TR6 thì 2013, tức là nó lùi mỗi một năm sản xuất nó lùi một tí đi, còn về cơ bản mẫu mã hay máy móc các thứ không có gì khác biệt. Đấy. Một chiếc TR3 dành cho cái thời buổi kinh tế khó khăn này bên em bán cực kỳ nhiều luôn. Số lượng rất là nhiều vì nó giá thành phù hợp các bạn. Bây giờ hiện tại nhà em vẫn đang dùng con TR3 này luôn. Đấy, nó chả khác gì những cái dòng kia cả. Cho nên là mình cũng không gì phải đổi. Nội thất khá là sạch ok luôn này các bạn. Đấy. Nội ngoại thất ok, sạch đẹp. Giá cả vừa phải. Em bán 2.9 triệu bảo hành 1 năm. Giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Các bác có nhu cầu có ủng hộ bên em nhé. Chào các bác.